đạt được cột mốc 100 triệu lượt xem cho một MV V-pop là một thành tích đáng tự hào. Để đạt được đến con số này thì có người nghệ sĩ chỉ mất hơn 1 tháng, có người lại mất vài tháng nửa năm, thậm chí là có người mất đến 6 năm để sở hữu một MV 100 triệu view. Tuy nhiên là không ít sản phẩm V-pop dưới đây đã gây sừng sâu cho khán giả với tốc độ đạt 100 triệu view quá nhanh, quá nguy hiểm. Nào, hãy cùng Taka đến với 10 MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất V-pop. Ở vị trí thứ 10 thì đó chính là Anh Thanh Niên với 91 ngày. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Anh Thanh Niên của HR cũng đã ghi danh vào top 10 MV V-pop cán mốc 100 triệu lượt xem nhanh nhất. Ra mắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, như vậy HR đã mất 91 ngày để có thể có cho mình thành tích đáng tự hào. Anh Thanh Niên năm nay đã ngon nghẹt 30 rồi, sáng mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Đây thì cũng là MV debut đầu tiên của nam ca sĩ, đánh dấu cột mốc hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Trước đó thì HR từng được khán giả biết đến với bản hit Cô gái mét 52, nhưng là với phiên bản direct video. Với thành tích đạt 100 triệu view sau 3 tháng lên sóng, người hâm mộ thì vọng HR sẽ mang về nhiều thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới, sau loạt sản phẩm không mấy gây dấu ấn. 9. Mình cưới nhau đi 86 ngày. MV Mình cưới nhau đi của Pinboy và Huỳnh Dêm là một trường hợp thú vị trong top 10 khi mà ca khúc sở hữu một chất nhạc cực kỳ là độc. Nhiều người nghe lần đầu thì sẽ không cách nào mà quen được, nhưng càng nghe thì lại càng thấy nghiện lúc nào chẳng hay. Một trong những nguyên nhân mà khiến Mình cưới nhau đi được giới trẻ chú ý, dẫu đến từ giới underground, là do một giai điệu và ca từ vui nhộn phù hợp với không khí Tết hiện đại. Hơn nữa là chất nhạc Riga mới mẻ trong ca khúc được coi là món lạ trên bàn tiệc ngập pop với ballad của nhạc Việt hiện nay. Đặc biệt, sản phẩm này còn truyền tải một chiếc mới người trẻ Việt trong câu hát hài hước. Tụi nó dính bầu thì tụi nó mới cưới, đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. MV này thì đầy hài hước, được thực hiện tại bãi biển Phan Thiết. Đầy thơ mộng cũng là một nhân tố quan trọng giúp Mình cưới nhau đi cán mốc 100 triệu view chỉ sau 86 ngày mà thôi. 8. Buồn của anh 74 ngày. Trước khi mà cây ICM nổi đình nổi đám kết hợp với Jack, anh cũng đã một bản hit lớn ghi dấu ấn mạnh trong làng nhạc Việt. Buồn của anh kết hợp cùng với Daxi và Marcel được trình làng vào gần cuối năm 2017. Ca khúc này nhanh chóng được giới trẻ chuộng làm mưa làm gió trên khắp những bản xếp hạng V-pop. Sự kết hợp cùng với producer Marcel và KICM đều là những cái tên mới lúc bấy giờ của giới underground, khiến ca khúc tăng thêm sự thân bí và nhận về vô số lời khen. Sau 74 ngày ra mắt, MV Buồn của anh cũng đã cán mốc 100 triệu lượt xem. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ, Buồn của anh thì lại không được ủng hộ của phần đông khán giả. MV này khiến những người yêu nhạc khó chịu ra mặt bởi một lý do trời đất hỡi, phát âm quá là tệ. Theo đó, đoạn nỗi buồn thì tác giả lại hát thành nỗi buồn, nước mắt thì được biến tấu thành nương mắc, thậm chí là nước mắt từ lúc nào không hay. Nỗi vai anh man, nỗi buồn rất lòng. Chân anh lam than, kim em mờ khăm chốn, nước mắt trào biến em giờ. Nghe kỹ hơn nữa nhá, khán giả sẽ dễ dàng nhận thấy còn nhiều từ ngữ mà ca sĩ phát âm ngọng đến mức hốt hoảng. Anh mang thì ở từ mang bỗng nhiên bị cụt mất chữ G, được hát thành anh man. Từ đôi khi cũng không phải là một ngoại lệ, đi vào hit triệu view, chiếc dấu mũ thẳng thừng bị xóa bỏ và để lại cho người nghe là đôi khi. Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn, em hỡi. Với Buồn của anh, biên tấu ca từ tới mức thiếu dấu, cụt chữ khiến người nghe hiểu sai thông điệp bài hát, nhưng mà vẫn hút view nhá, thì đây chắc hẳn là trường hợp trớ trêu nhất. 7. Lạc Trôi 60 ngày. Lạc Trôi đã mất 60 ngày để mang về 100 triệu view cho một MV ma mị đậm chất điêu trai cùng với âm nhạc mang hơi hướng Á Đông pha lẫn EDM. Lạc Trôi ra mắt đúng vào ngày đầu năm mới, mùng 1 tháng 1 năm 2017, là MV đầu tiên đánh dấu cột mốc độc lập của Sơn Tùng kể từ sau khi tách khỏi công ty quản lý cũ của ông bầu Quang Huy. Lạc Trôi đã nhanh chóng đạt liệt view cũng như sự quan tâm khủng từ những khán giả trong và ngoài nước. Lạc Trôi không chỉ phá vỡ kỷ lục MV cán mốc 100 triệu view nhanh nhất V-pop lúc bấy giờ,
mà còn vượt mặt cả nhóm nhạc nữ Twice với hit là Tithe. Ở vị trí 6 thì vẫn là Sơn Tùng với Nơi Này Có Anh 59 ngày. Bản bộ ballad dịu dàng và nhẹ nhàng Nơi Này Có Anh chính là MV cán mốc 100 triệu view nhanh thứ nhì của Sơn Tùng tính đến thời điểm hiện tại. Hơn thành tích của Nơi Này Có Anh đúng một ngày. Ca khúc chỉ mất 59 ngày kể từ khi ra mắt để chạm tay vào cột mốc trên. Hơn thành tích của Lạc Trôi đúng một ngày. Ca khúc này chỉ mất 59 ngày kể từ khi ra mắt để chạm tay cột mốc trên. Trước khi mà có Hãy Trao Cho Anh thì Nơi Này Có Anh chính là sản phẩm cán mốc 100 triệu view nhanh nhất của Sơn Tùng MTV. Với ca từ ngọt ngào, những hình ảnh đầy lãng mạn được thực hiện tại Hàn Quốc đã khiến Nơi Này Có Anh thì vẫn là một MV được xem cao nhất của nam ca sĩ tính tới thời điểm hiện tại với hơn 236 triệu lượt xem. Có thể thấy là năm 2017 là một năm thăng hoa của Sơn Tùng khi cả hai MV phát hành trong cùng năm đều cán mốc 100 triệu view trong một thời gian kỷ lục. Đồng thời thì đây vẫn là hai MV có lượt người xem cao nhất Sơn Tùng tính đến ngày hôm nay. 5. Bạc Phận 47 ngày. Bạc Phận là ca khúc đã đưa cái tên của bộ đôi Jack và K-ICM vụ sáng trở thành một thế lực đáng gờm của Vpop. Đây là ca khúc cán mốc 100 triệu lượt xem với tốc độ nhanh thứ 5 của Vpop với thời gian chỉ 47 ngày. Bạc Phận thì là MV thứ hai bộ đôi cán mốc view khủng này. Trước đó, MV đầu tiên của Jack và K-ICM đạt 100 triệu lượt xem là Hồng Nhan sau 3 tháng 6 ngày. Phát hành từ 16 tháng 4 và đạt 100 triệu view vào ngày 2 tháng 6. Như vậy là MV Bạc Phận chỉ mất 1 tháng 17 ngày, nhanh hơn gấp đôi so với MV Hồng Nhan trước đó. Đây quả thực là một tốc độ khủng đối với một MV Vpop. 4. Người Lạ Ơi 38 ngày. Ca khúc Người Lạ Ơi của Karik kết hợp cùng với Oranger đã từng giữ kỷ lục là MV Vpop đạt đến cột mốc 100 triệu view nhanh nhất lịch sử trong quãng thời gian khá lâu khi mất 38 ngày để thu về cho mình con số trên. Tuy nhiên, hiện tại Người Lạ Ơi đã rơi xuống vị trí thứ 4 để nhường chỗ những tên tuổi sừng sỏ khác. Ra mắt vào đầu 2018, ca khúc này nhanh chóng gây bão với một giai điệu khá là bắt tai và dễ gây nghiện. Một lần nữa thì đưa cái tên Karik trở lại hào quang và tên tuổi của Dancer bước ra ánh sáng. Và vị trí thứ 3 thì đó chính là ca khúc Em Gì Ơi 31 ngày. Mặc dù là không hề bùng nổ như Sóng Gió hay là Bạc Phận, Em Gì Ơi của Jack và K-ICM vẫn đủ khả năng mang về 100 triệu lượt xem sau 31 ngày. Đạt tốc độ nhanh thứ 3 về Vpop từ trước trời này. Điều đáng chú ý là xoay quanh thành tích của Em Gì Ơi chính là việc MV phải chờ dòng dã hơn 2 tuần lễ bị top trending YouTube Việt Nam từ mặt trước khi mà xuất hiện chớp nháng ở top 1 trending trong nửa ngày. Có thể nói đây là MV về Vpop thời gian chờ xuất hiện trong top trending lâu kỷ lục. Một bí ẩn mà đến ngày nay người hâm mộ của Jack và K-ICM thì vẫn chưa thể nào lý giải được. 2. Sóng Gió 25 ngày. Vào khuya muộn ngày 6 tháng 8 năm 2019, trong lúc người hâm mộ đại đa số đã say giấc nồng, thì MV Sóng Gió của Jack và K-ICM đã kịp thời cán mốc 100 triệu view. Ra mắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, MV bộ đôi Jack và K-ICM mất khoảng 25 ngày để chạm đến cột mốc trên. Là một thành tích mà bộ đôi lẫn người hâm mộ hoàn toàn có thể tự hào được. Đây thì cũng là MV cán mốc 100 triệu view nhanh thứ hai của Vpop. Thành tích mà đến tận lúc này nhá, cá nhân K-ICM hay Jack thì vẫn chưa thể nào phá được. Hiện tại dù bộ đôi Jack và K-ICM đã đường ai nấy đi, nhưng Sóng Gió thì vẫn tăng view đều đặn và chuẩn bị cán mốc 350 triệu lượt xem trong nay mai thôi. Đưa Jack và K-ICM trở thành nghệ sĩ Việt duy nhất sở hữu hai MV có 300 triệu lượt xem, khi mà trước đó Bạc Phận cũng đã chạm đến cột mốc cực hiếm này của Vpop. Và vị trí đầu tiên thì đó chính là Hãy Chào Cho Anh 15 ngày. Dù là vào năm 2019, Sơn Tùng MTV nhiều lần bị lấn lướt bởi bộ đôi Sóng Gió là Jack và K-ICM. Nhưng mà về tốc độ đạt 100 triệu view YouTube, chưa ai ở Vpop có thể đánh bại được Hãy Chào Cho Anh, siêu phẩm kết hợp với Snoop Dogg và Madison Beer. Cụ thể là sau 15 ngày, 18 tiếng 9 phút kể từ lúc ra mắt vào hồi 20 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2019, thì MV Hãy Chào Cho Anh Sơn Tùng MTV đã chính thức cán mốc 100 triệu view cùng sấp xỉ 3 triệu lượt tích. Hãy chào cho anh, hãy chào cho anh, hãy chào cho anh, anh nào mà
Thành tích này đã đưa tên tuổi Sơn Tùng vào danh sách thế giới, cũng như thiết lập nên nhiều kỷ lục Việt Nam lúc bấy giờ. Sản phẩm âm nhạc này đến từ Sơn Tùng đã vượt qua loạt MV đình đám làng nhạc thế giới như Authorus của bộ đôi Lil Nas X và Billy Ray Cyrus 15,7 ngày, Blind Spike của Taylor Swift 15,9 ngày, I Like It của Cardi B 16,7 ngày, Shape of You của Ed Sheeran 16,8 ngày, Work của Rihanna và The Drake mất đến tận 16,9 ngày để đạt 100 triệu view. Và cuối cùng đặt chân danh sách những MV đạt mốc 100 triệu view nhanh nhất trên toàn cầu. Hiện tại thì Sơn Tùng cũng đang gặp không ít áp lực về những sản phẩm trở lại sắp tới, vì rõ ràng là ai cũng đang chờ đợi anh chàng này có thể phá vỡ những kỷ lục của chính mình. Bên cạnh đó, MV Đừng Quên Tên Anh Hòa Vinh lẽ ra cũng đã nằm trong top 10 nếu như mà sản phẩm âm nhạc này không bị xóa đầy đáng tiếc. Trước đó thì Đừng Quên Tên Anh đã tạo nên một hiện tượng không hề nhỏ và chỉ mất hơn 2 tháng một chút để cán mốc 100 triệu lượt xem. Hiện tại, sự nghiệp âm nhạc của Hòa Vinh không hề suôn sẻ khi anh mãi loay hoay trong việc định hình vị thế của mình ở trong lòng công chúng. Và thật sự là thú vị đúng không nào? Video đây lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Taka channel ngay tức nhá. Chào anh, cảm ơn anh em.